Nam mô Bích Tha giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang. Kính chào Vinh Kinh. Mến chào Khích Viên, mến chào Vinh Quang, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Xích Thanh Hoàng, mến chào Xích Thiện Vũ, mến chào Xích Quảng Thanh, mến chào Thi Lâm Sơn Suốt. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kéo dài thời gian đúng lúc, đúng giờ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Vinh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sư Thầy giá. Dạ, kính lễ sư trí đức, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta bước vào buổi học. Bài thì trước là bài về căn vật, đang học chút xíu, phải chừng. Nhưng mà hôm nay chắc phải ôn lại chút xíu. Rồi, bây giờ chương trình của mình có phần đầu là đọc về cái bài căn vật này, đọc bằng Bali. Đọc, mời quý vị nên hoan hỷ tham gia liên tục ha, đọc cho sớm tụ lên, đừng để mất thời gian ở quý báu của mình, thời gian học pháp của mình rất là quý báu. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamadulang Sasattam Magaluttamang Avivarifasitsang Avitamatsang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con sẽ nói về những gì chưa được trong vi pháp. Rồi, để bắt đầu chương trình xin mời xin được quên boss bài lên để mời tất cả quý vị lên hoàng hỷ đọc ha. Chúng ta đọc chậm rãi từ từ, nắm được ý nghĩa nó cho nó chính xác để khi vô học bài làm dễ học hơn. Rồi, xin mời quý vị. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào con thể đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Và bây giờ thầy con xin đọc đoạn 1. Quách thú sằng gá hồ toát yếu về căn vật, quách thú sằng gá hề quách thù ní nà má chắc khú sô tá khà ná chiều hà cà giá há đa giá quách thú chà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Ta ni ca ma lô kê sắp ba ni bi lap phan ti ru ba lô kê ba na ga na đích á dân na thi a ru ba lô kê ba na sắp ba
ni bi na sam quách chanh tí, tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù vân vân đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tá banh chá huynh nhà ná thà tú vô giá thắt cá măng ê can tê ná banh chá bá xà đá quát thù ní nít xà dê quá bá quát tành tí banh chá đoà ra quách chá ná xăm bá tích chá ná sằng khà tá bá ná má nô thà tố chá ha đá dằn nít xà dê quá bá quát tành tí. Ta thà á quá xề xà bá ná má nô quỳnh nhà ná thà tú sân kha tá chá san tì rá ná má hà quý bà cá bá tích bá tí khá quá giá bá thá má mắt gá há sa ná rù bà quá chá rá quá xề ná há đá dằn nít xà dê quá bá quách tành tí. Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhãi sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, như vậy con đọc xong, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Con kính cảm ơn thầy kinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhục Bình kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Chị Meta đọc rồi phần 1 rồi. Dạ, còn quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để đọc phần 2 không? Bữa nay, dạ, cảm ơn Trần Đạo. Trần Đạo mới vào cầm mic được liền không? Trần Đạo, Nhục Bình bốt phần 2 lên, Trần Đạo đọc nha. Dạ, kính mời quý vị, Kim Nhung nó đã mất tiêu hết trơn rồi. Dạ, mời Trần Đạo.
cái đó kinh đến lễ quý cô tu nữ. Kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ra rõ. Cảm ơn chị Meta Thiện Vũ. Con xin đọc đoạn 2 Awase sa kusala kusala kriya muttara wase na bana nisaya wa anisaya avisaya arupa vipaka wase na hadayam anisa chề hòa tí. Những loại tâm còn lại dầu thiện, bất thiện, di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cháu quát thu Nishita Kà mê sát tá Rù bê Chát túc bí thà Ti quát thù ni si ta rút bề Tha tuệ ca ni si ta ma ta Chê ta ta đi xa ni xa giá Về chát ta lý xa cha quá rề Ni xa giá chá a ni xa giá ba ca rút Bà Anisita Tí. Phải điêu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ba thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sáu giới bốn nhãn thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn nhĩ ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ hết bài à. Dạ sa thúc tha xuống kính nhà gửi mít lại cho đạo tràng à. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Con xin đọc bài đoạn 1. Quát thú sang gá hồ, toát yếu về căn vật. Quát thú sang gá hề, quát thù ní nà mát chắc. Hú sô ta khà ná quỵ ná trì hòa cà gia ha đa gia quát thu trà tí chấp bí thạ ni pha hoàn tí. Trong tóm lược về những căn chú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni cà ma lô kề sắp bà ni bi la phần ti ru pa lo ke pa na kha na di ta yang na ti a ru pa lo ke pa na sa pa ni bi na sang chi vi chan ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù, đều trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Ta tha bành cha quỳ
thù tu dồ yết hạ yết thắc ca mằng ề cần tề na bành chấp ba đại chấp ba xà đa quát thù ni ni xà về quát ba quát tà ni bành chấp đùa ra quát chân nã sầm tích trần na sằng khả ta ba na man nồ thả tu cha ha đa dạng ni xà về qua ba qua tàn tí ta thả a qua xề xà ba na man nồ quỳnh nhà na thả tu sằng khả ta cha sành tỳ ra na ma hà quy bà ca ba ti kha wa ya pa pa ma ca ba ti ga wa ya pa ma ba tha ma ma ga ha sa na ru pa wa cha ra wa se na ha da yang ni sa ye wa ba wa tan ti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh nơi hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, vậy là con đã đọc xong bài ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào thầy Kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 2 ạ. Avase sa kusala kusala kriya nuttara vase na pana nisaya va anisaya arupa vipaka vase na hadayang anisa yevati. Những loại tâm còn lại, dầu thiện, bất thiện, di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chá vát thù nít sư tà tà mê sát tá vù hề chá thuốc bí thà bí vát thù nít sư tà rút hề thà về tà nít sư tà ma tà tê chấp ta lì xa nít xa giá kề chấp ta lì xa chà gá rề nít xa giá cha a nít xa giá thà ta rút thà a nít xí ta tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm ngũ song thức tám ngũ môn ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn trong sắc giới bốn nhãn thức, ngữ thức, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, ngữ, ý căn. Trong vô sắc giới, chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc căn nào. Bốn mươi ba loại tâm, sắc sanh, tùy thuộc nơi một căn. Bốn mươi hai sắc sanh, không tùy thuộc loại hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sinh mà không tùy thuộc căn nào. Dạ, con xin đọc xong, xin thầy sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Minh Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức. Kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin đọc bài ạ. Quát thú sằng gá hồ, các yếu về căn vật. Quát thú sằng gá hề, quát thù ni nà, ma chắc khu sô tá khà na chiều hà, cà giá ha đa quát, cà giá ha đa giá quát, thu trà tí chấp, bí thà, đi pha hoàn tí. Trong tóm lược về căn trú vật, có sáu loại là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý vật. Tà ni cà ma lồ kề, sắp bà ni bi lát, phàn ti rù ba lô kề ba na kha na tít ta dằn na thi a rù ba lô kề ba na sắp bà ni bi na sầm vích chàn ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù, đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha tần cha huỳnh nhà na thà ti dồ giác thắc ca mằng ê càn tì na tần cha pa xà đa quát thù ni nít xà dề qua ta quát tàn ti bằng cha đòa rà quát cha na xà sầm bát ti cha na sằng khà ta pa na ma nô thà tu thà thà tu cha ha đa dằng nít xà về qua pa qua tàn ti ta thà a qua xề xà pa na ma nô huỳnh nhà na thà tu sằng khà ta cha sằng tỳ ra na ma hà quy bà ca pa ti kha wa ya pa tha ma mắc ga ha sa na ru bà wa cha ra wa se na ha da yang nis sa ye wa pa wa tàn ti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới ngũ môn hướng tâm có hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ con đã đọc xong ạ. À. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con cảm ơn thầy Kinh, con cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. À. Không ai cầm mic sao thanh quản nghe được và chờ bằng tay quý thầy hết. Dạ cảm ơn Nguyên Trang. Dạ thôi bây giờ Nhật Quỳnh xin đọc phần 2. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Đưa tay nhanh nhanh dùng cái để hết thời gian của thầy sao. Dạ Nhật Quỳnh xin trả bài phần 2. Nhật Quỳnh post ra để quý vị coi Nhật Quỳnh đọc sai đúng nha. Đoạn 2. Awase sakula sak. Dạ sai rồi. Awase sakusala kusala priya. Nuttarawase sanamana nissaya. Wa anissaya. Arupa vipaka
qua sề na ha đa dằn anisa về qua tí những loại tâm còn lại giàu thiện bất thiện duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawatu nitsita kame satrube chatut bita tiwatu nitsita rupbe tha tuệ ka nitsita mata te chatta lisa nitsa yade chatta lisa chaware nitsa yacha anitsa ya baka rup bà Anisita tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong giới bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới một thành phần tâm, ý thức giới căn nào? Bốn mươi ba loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Nam mô Bụt Thầy giá và Như Quỳnh đọc xong có sai thì xin huynh kinh và đạo tràng chỉ dạy dùm. Và bây giờ mời Thiện Vũ đọc tiếp phần 1 nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức thầy kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc lại đoạn 1 ạ. Vát thu sang ga hồ toát yếu về căn vật vát thu sàn ga hề vát thù ni nà ma chắc khu sổ thác hà na diêu hà thà gia ha đa gia vát thu trà ti cha pi thà ni ta vần ti. Trong tóm lược về những căn chú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni cà ma lù khề sắp bà ni thi lấp phản ti cù pha lù kề pha na cà nà đít tha dần nát thi a rù pha lù kề pha na sắp bà ni thi na thằng viết chẳng ti. Tất cả các loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha thàn cha vìn nà nát thà thu dồ giác thắc ca mặn ê khẳng thề nát cha bát xà đa bát thù ni nít xà dề va tha vát thàn ti thàn cha thòa và vát cha na sầm phát thích cha na thàn khà ta tha na Mano tha tu cha hadas yang nissa ye va pavat thành ti ta tha avase sa pana mano vinya na tha tu phần khả ta cha phần ti rana maha vi tha ca ta pi kha va ga pa tha man mak ga hasana ru va cha ra va se na ha đa dạng nít xà về va pha vát thành tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn chú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm
tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sinh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sinh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, con xin thầy sửa cho con ạ. Dạ, alo ạ. Dạ. Con, dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 2 ạ. Awase sa kusala kusala kriya nuttarawase nabananissa yawa anissa ya rubbawip pa kawase nahada yang anissa yewa ti. Những loại tâm còn lại giàu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawat thu nisita ka me sat ta ru be cha tup bi tha ti wat thu nisita rup be tha tuệ ka nisita mata be cha ta li sa ni sa ya đuệ chất ta li sa cha wa re ni sa ya cha ni sa ya pa ka rup pa anisita ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm song thức, khán ngũ môn, ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc nơi căn nào cả. À, con đã đọc xong. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, mời Châu Nguyễn ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lãnh lễ sư trí đức. Con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 1. Quát thú sàng gá hồ, toát yếu về căn, vật. Quát thú sàng gá hề, quát thù ní nà, má chắc khú sồ tác hà, ná triều hà cà, giá há đá giá quát thú trà, tí chấp bí thà ní phá hoàn tí. Trong tấm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní cà má lù kề sắp bà ní bí lắp phần tí rù bá lù kề bá ná khà nà đít tá dần nát thí á rù bá lù kề bá ná sắp bà ni bi na sang quýt tràn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù, vân vân đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn, tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha bành cha huỳnh nhà, na thà tu dồ, giá thác ca măng. Ê càng tề, na bành cha ba xà, đa quát thù ní ní xà, dê ba ba quát tành, tí bành cha đòa ra quát cha ná, sầm ba tích cha ná, sàn khà ta ba na ma nô, thà tu cha ha đá dần ní xà dê, quá ba quát tành tí.
Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cũng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiểu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ em kính mời Xích Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 2 ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Awase sa kusala kusalariya nuttara awit nuttara wase nampananissa yawa anissa ya arupa rupawi rupawiba kawase nahada yang anita ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới, những tâm quả, dạ con đọc lại, những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawatthu nissita kame sattaru be chatupita tiwatthu nissita rupe tattva ka nissita mata te chattali sanissa yadve chattali sacca vare nissa ya Nissa yacha anissa yaba karupa anissita ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ký thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn trong sắc giới, bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý thức. Ý, con đọc lại. Nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới, chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm sanh, tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh, không tùy thuộc, hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh và không tùy thuộc nơi căn nào cả. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, con cảm ơn thầy Kinh, dạ cảm ơn toàn thể đồng trang, con xin xuống bức ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức. Kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 1 ạ. Dạ cảm ơn cho quý anh chị cho biết tín hiệu nghe rõ. Quách thú săn giá hồ quát yếu về căng vật. Quách thú săn giá hề quách thù ní nà má chắc khú sồ tá khà ná chiều hà cà giá há đá giá quách thú trà tí chắc chắc bí thà ní ba quần tí
Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní cà ma lô kề sắp bà ní bí lấp bằng tí rù bá lô kề bá ná khà nà đích ta dằn nát thí a rù bá lô kề bá ná sắp bà ní bí ná sầm vít chằn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mồ đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát thá bành chà vinh nhà ná thà tu vô giá thà giá thách cầm măng hề cần tề ná bằng chá bá xà đá quát thù ní nít xà về quá bao quát tầng tí bằng bằng cha đòa là quát cha ná sầm bát tí cha ná sằng khà tá bá ná ma nô thà tú cha há đá dần nít xà về quá bao quát tầng tí. Ta thà á quá xề xà bá ná ma nô vìn nhà ná thà tú sằng khà tá cha sằng tì ra ná ma hà quý bà cá bá tích khá giá quá bá thá ma mắc giá há sa ná rù bà quá chá ra quá xề ná há đà dần mít xà về quá bá quát tầng tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh có bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, con đã trả bài xong ạ. Dạ, con gửi mít lại cho đạo tràng. Cảm ơn chị của bác bài. Nam mô Bụt tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Dạ, con cũng xin đọc tiếp phần 2. Đoạn 2. AC. Dạ, để con kéo xuống. Awase sa kusala kusala kriya nuttara wase na bana nitsa yawa. Anissa ya arupa viba kawase na hada yang anissa ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Yawatthu nitsita ka me sattaru be chattubbitha tiwatthu nitsita rubbe tha tuê ka nitsita mata te chatta li sa nitsa ya đuê chatta li sa cha ware nitsa ya cha an Anissa ya ba ka rup ba anissita ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, ngũ song thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới
tùy thuộc nơi sáu căn trong sắc giới. 4. Nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn trong vô sắc giới. Chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, như vậy con đã đọc xong, trả máy lại cho đạo tràng. Nam mô Bồ Tát. Dạ, các người rất là xa thấu ha. Rồi, lại chúng ta chuẩn bị bước vào bài học chính. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại chút xíu, ôn lại cái kỳ trước học, các bạn coi như ôn lại cái bài này từ đầu. Nhưng mà nhờ MC đại tài của mình post lại những gì học cũ á, từ rồi đó, post từ từ lên á, post từ từ lên. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày, sẽ nói lại cho quý vị nắm lại cho chính xác là, tại kỳ rồi cũng thấy quý vị còn rối quá. Rồi, bây giờ mình vô mình học cái bài này. Bài này là quách thú săn cái hát, là căn hay là vật phối hợp. Căn hay là vật, người kia là vật. Căn chữ vas là vật hay là chỗ trú ngụ. Thì cái chữ quách thú này đó, có nghĩa là cái chỗ trú hay cái chỗ ngụ, cái chỗ cái căn cứ, chỗ căn trú của những cái giác quan. Cho nên như vậy ta được gọi là vật. Khi mà nói đến vật thì chúng ta phải nên hiểu đó là cái thành phần những gì thuộc về vật chất ha, nó thuộc về vật chất chứ không phải là tâm linh. Tức là nó là cái phần vật để mà cho những cái gì đó nó nương tựa lên, chẳng hạn như là cái bàn để cho đồ đạc để lên này kia, hay cái ghế để cho mình ngồi, thì cái đó là phần vật chất. Thì như vậy ở đây cái vật mình phải nên được hiểu là cái chỗ hay là cái căn trú để cho tâm nó nương. Cái vật nào mà để cho tâm nó nương thì nó được gọi là vật. Cho nên phải hiểu rõ chính xác nè. Rồi cái chữ vật và chữ môn nó có sự khác nhau xíu. Thì như vật thì mình nói về nhãn vật là về con mắt mình á, tức là đây nó nhãn vật, tức là nói về cái thần kinh nhãn, tức là mình đừng có hiểu nó là nguyên con mắt luôn ha, mà nó là cái thần kinh nhãn, là nhãn vật, là chỗ để cho nhãn thức nó nương. Còn môn á, là nó khác vật, cái chỗ là vật là cái chỗ để cho tâm nó trú, nhưng mà môn á, là để như giống như là cái cửa để cho cảnh nó vô, tâm nó nương, cảnh nó vô. Thì như vậy là môn, là giống như cửa mình, cửa nhà mình đó, đi vô đi ra, đi vô ra thì gọi là môn. Nó cũng làm vậy, ví dụ con mắt mình, thần kinh nhãn mình đó. Nếu nói là vật thì nó là nhãn vật, là chỗ để cho cái tâm trú. Nhưng mà nếu nói nó là cái cửa, là cái môn thì để cho cảnh nó đi vô, thì gọi là môn. Nó khác nhau chút xíu cho đó mình mới hiểu không. Rồi đó là sự khác biệt giữa vật và môn, nó có sự khác biệt chút xíu như vậy. Rồi trong cái vấn đề mà vật này đó, thì được phân ra cho chúng ta biết là có 6 loại. Thì 6 loại này á, nó nằm ngay trên thân mình đó, chứ không có đâu khác nữa. Tức là những cái vật này ai cũng có đó, nằm ngay trên thân này của mình. Từ tu là như vậy, tu là ngay trên cái thân này của mình, chứ là mình không cần phải chạy đâu có xa đấy. Nhiều khi chúng ta có thường hay có những cái suy nghĩ về trừu tượng cao siêu, hoặc là có những cái sách nó viết ra mà mang tính chất triết học thì nó cho mình bị rối, mình nghĩ là tu là cái gì ghê gớm, là khó khăn, là xa vời lắm, một cảnh giới nào đó. Thôi giờ mình sống đời sống bình thường rồi, tu là khó quá, hoặc là có vẻ mông lung quá, nhưng mà thật sự nó ngay trước mặt mình hết, nó ngay trên cái thân này của mình. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái ý niệm về cái sự tu học, là
cho nó đúng đắn, là tu là ngay chính trên cái thân này của mình, chứ mình đừng có nghĩ nó đâu xa xa xôi vạn não rồi. Hoặc là mình nghe những cái chủ thuyết này thứ kia làm cho mình nghe mình cảm thấy nó khó quá, nó xa vời quá, khó mà hỏi tới, nhưng mà thực sự nó ngay đây. Thì như vậy người ta trong vi pháp phân mình thấy nó có sáu loại vật này nằm trên cái thân này của mình. Thứ nhất là nhãn vật, hai là nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Phân cho mình thấy là trên cái thân này của mình có sáu cái vật là như vậy. Do đó mới cho mình thấy được tất cả những cái sự hiện hữu của những vật này, để mà mình biết, mà mình nương theo đó mình tu. Rồi thứ nhất nói về nhãn, tức là chắc khú quách thú. Chắc khú là nhãn, quách thú là vật, nhãn nhãn vật. Tức là cái vật mà để cho tâm nó nương, thì cái đó là thuộc về chi pháp, nó thuộc về thần nhãn. Tức là đây là thần kinh nhãn. Rồi khi mình biết trong con mắt của mình nó có gì, con mắt mình nó có cái nhục nhãn, tức là nguyên cái con mắt tròn bự luôn á, nguyên cái trái cầu luôn á, là kêu là nhục nhãn. Nhưng mà trong cái nhục nhãn nó cấu tạo rất là nhiều thứ tinh vi, và nhất là cái thần kinh, cái hệ thống mà để mà nó thâu bắt cảnh sắc á. Thì đó là chính là nhãn vật, tức là thần kinh nhãn. Và cái thần kinh nhãn này nó có cái phận sự là nó thâu bắt chụp lấy cảnh sắc đó, nó giống như máy chụp hình á. Cảnh sắc đó nó chụp cái hình đó, được cái thâu bắt. Thì như vậy cái thần kinh nhãn này nó là nhãn vật, là chỗ trú, là chỗ nương, là chỗ để cho hai cái tâm nhãn thức nó nương trú đó, thì được gọi là nhãn vật. Nhãn vật tâm trú của nó là hai tâm nhãn thức. Thì hai tâm nhãn thức là những tâm gì? Tức là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện của nhân, và nhãn thức thọ xả quả thiện của nhân. Tức là khi mà cảnh nó đến, cảnh tốt đụng vô cái thần kinh nhãn này đó, thì nhãn thức thọ xả quả thiện của nhân sinh khởi. Còn nếu mà cảnh xấu đó, thì nhãn thức thọ xả quả bất thiện của nhân sẽ lên, nó nương lên cái thần kinh nhãn này để nó bắt lấy cái cảnh sắc đó. Vì như vậy nhãn vật là cái chỗ, là cái nơi trú để cho tâm nhãn thức nó sinh lên. Mình biết không? Rồi cũng như thế đó, với số 2 là qua cái nhĩ vật. Xô tấu quách thú. Thì nhĩ vật là cái mà để cho tâm nó nương lên cái đó, tức là thần kinh nhĩ. Nhĩ vật này được biết là chi pháp nó chính là cái thần kinh nhĩ. Tức là trong cái lỗ tai của mình á, trong sau nó có một cái hệ thống để mà thâu bắt âm thanh. Mình kêu là màng nhĩ đó, thì trong đó nó có một cái hệ thống rất là tinh vi trong đó, rất là nhỏ đó, để nó thâu bắt cảnh sắc. Thì cái đó được gọi là thần kinh nhĩ, hay gọi là nhĩ vật. Thì nhĩ vật chính là thần kinh nhĩ. Rồi cái tâm mà nương cái nhĩ vật đó chính là hai cái tâm nhĩ thức. Hai tâm nhĩ thức này nương nơi cái nhĩ vật này để nó biết được cái cảnh thinh. Ví dụ như âm thanh nó phát sinh là tiếng âm thanh, thì âm thanh đó nó tạo thành một sóng âm, nó đi vào, nó chạm vào trong cái thần kinh nhĩ này. Thì khi nó chạm vào thần kinh nhĩ này, nó báo tín hiệu nó vào trong cái dòng tâm thức mình. Lúc đó cái nhĩ thức nó sanh khởi, nương nơi cái thần kinh nhĩ này để nó biết được âm thanh. Thì như vậy thần kinh nhĩ chính là nhĩ vật, và tâm lương thần kinh nhĩ chính là hai tâm nhĩ thức, một quả thiện, một quả bất thiện. Rồi như vậy đến cái số 3 là tỷ vật. Ca nó quách thú, tỷ vật đó chính là thần kinh tỷ. Thần kinh tỷ này nó có cái hệ thần kinh, nó nằm ở bên trong hốc lỗ mũi mình đó, trong tuốt trong sâu trong lỗ mũi nữa, nó nằm trong đó để nó thâu bắt cái cảnh mùi. Trong lỗ mũi mình nó bắt cảnh mùi, ví dụ mùi hương thơm, mùi hôi, mùi thối, mùi này mùi kia vân. Thì cái thần kinh cái mùi vô đụng cái thần kinh tỷ này đó, thì lúc đó cái tâm nó trú ở thần kinh tỷ, tức là trú ở cái chỗ tỷ vật này, chính là hai tâm tỷ thức, một thiện một bất thiện, một quả thiện một bất thiện. Thì như vậy thần kinh tỷ chính là tỷ vật, và tâm trú chính là hai tâm tỷ thức, để đường đó mà biết được cái gì nó vô cảnh gì nó vô nó, thì nó đường lên thần kinh tỷ. Thì như vậy có tỷ vật là kha nó quách thú. Rồi số 4 là thiệt vật, chiêu ha quách thú, là thiệt vật, tức là chi pháp chính là thần kinh thiệt.
À, thần kinh thiệt này là nằm ở trải dài trên lưỡi mình đó, là những cái hệ thần kinh nó nằm trên lưỡi mình để nó làm nhiệm vụ nó thâu mặt cảnh vị. À, thí dụ như có cảnh vị nó vào thì cái thần kinh thiệt này nó thâu mắt cảnh đó, và khi có cảnh nó vô rồi đó, thì tâm thiệt thức nó nương nơi thần kinh thiệt này để nó biết được cái cảnh vị đó. Vì vậy chi pháp của thiền vật chính là thần kinh thiệt và tâm trú là hai tâm thiệt thức. À, đó là cái thứ tư để cho chúng ta biết là thiệt vật chính là thần kinh thiệt, chứ không phải nguyên cái lỗ mũi đâu nha quý vị. À, nguyên cái lỗ mũi nó là hình tướng bên ngoài thôi. À, nhưng mà cái thần kinh thiệt là nó nằm bên trong. Rồi số 5 là thân vật ca giáo quách thú. Thân vật chính là cái thân thần kinh thân trải dài khắp thân của mình nè. À, thì kêu là thần thần kinh thân chính là thân vật. À, nhưng mà trên móng tay mình không có nè, móng chân mình không có nè. À, những cái chỗ da chết nó không có. À, có những chỗ hoặc bên trong cơ thể có một số chỗ nó không có cái thần kinh thân. À, thì như vậy thân vật chính là chỗ nào mà có thần kinh thân thì cho nó được gọi là thân vật, và tâm trú nó là hai tâm thân thức, một là thân thức thọ khổ, hai là thân thức thọ lạc. À, tức là thân thức thọ khổ nó sanh lên nó nương nơi thần kinh thân để nó biết được cái cảnh xấu xúc chạm vào thân mình, cảnh bị đau đớn, bị nhức mỏi, bị này kia, bệnh thân gì nó phát sinh đó, thì cái thân thức thọ khổ nó phát sinh, nó nương nơi cái thân vật là chính là thần kinh thân. À, hoặc là thọ lạc, thân thức thọ lạc. À, thọ lạc chính là cái tâm thân thức này nó nương nơi thần kinh thân này, nó biết được cái cảnh an lạc, cái cảnh vui, cảnh tốt, cảnh mà xúc chạm mà mát mẻ tốt đẹp. À, là như vậy là thần vật. Cái này người trước học rồi, tuần trước học rồi á, giờ chỉ giảng lại để quý vị dò theo ha. Tuần trước Kim Nhung có học mà, có học không? Có mà, cái bây giờ giảng lại chút xíu để cho nó bị nắm lại cho nó rõ ràng. Nghỉ nghỉ, nghỉ ráng chạy luôn, ai biểu nghỉ nghỉ thì mất phước không được biết. À, giúp kêu kêu MC Nguyên Trang gửi bài qua cho coi lại. Đó, là như vậy là mình đã qua được nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật, tức là năm cái là trên thân mình có đủ không. À, thân mình là có đầy đủ, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy người mà ví dụ như bị đuôi thì cái nhãn vật nó không có, tức là thần kinh nhãn nó không có. À, bị điếc thì nó, những cái thần kinh nhĩ nó không có, ngoại trừ những trường hợp đó. À, thì đó là những vấn đề chúng ta biết là ngay trên thân mình là có những cái đó đó. À, rồi tiếp theo cái cuối cùng là cái thứ sáu là ý vật. Ở đây giao quách thú là ý vật. Ý vật chính là chi pháp của nó chính là cái sắc ý vật. À, chỗ mà cho tâm nó nương, chỗ nào mà tâm nương được thì chỗ đó được gọi là sắc ý vật. À, ngoại trừ năm cái tên ha, thì cái ý vật này là cái chỗ mà để cho tâm nó nương được gọi là sắc ý vật. À, và tâm trú, tâm mà trú sắc ý vật này đó thì trừ năm cái tâm trên ra, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Bởi vì năm cái này nó trú theo từng vật. Ví dụ nhãn thức thì nó trú theo nhãn vật, nhĩ thức trú theo nhĩ vật, tỷ thức trú theo tỷ vật, thiệt thức trú theo thiệt vật, thân thức trú theo thân vật. À, trừ năm này ra, còn lại tất cả những tâm khác mình nói chung chung tổng quát thôi nha, còn lại tất cả những tâm khác thì nó trú nơi ý vật, tức là sắc ý vật. À, tức là bây giờ hiểu, nếu mà chúng ta tính là cõi cõi ngũ uẩn á, cõi mà mình có đầy đủ thân á, à, thì tất cả những cái tâm còn lại trừ năm cái ngũ sanh thức ra, à, thì tất cả những tâm nó trú là cái sắc ý vật. Thì thông thường có một số những vị chú giải người ta cho là thời xưa, thời Đức Phật, trước Đức Phật cũng có nữa, thì người ta cho rằng sắc cái vật là trong trái tim mình đó. Ví dụ trái tim mình đã nằm trong cái hốc, trong sâu trong trái tim có một chút xíu nước trong đó. À, thì cái chỗ cái nước đó là cái sắc cái vật, là cái chỗ để tâm nó nương đó. À, thì vào cái thời đó thì những cái kinh Phật Đà cái này kia thì người ta cho là như vậy, và sau này chú giải người ta cũng nói như vậy.
Nhưng mà Đức Phật thì không nói vậy. À, Đức Phật nói cái y cứ nơi sắc nào á, những y cứ nơi sắc pháp nào đó mà tâm nó nương á, thì đó là chính là cái sắc như vật. À, vậy là chúng ta thấy là như vậy. Rồi trong cái vấn đề của bài này á, thì nó lại có một câu về văn ru băng nissa giá, văn ru băng nissa giá, tức là tâm lương ở sắc nào, tâm lương ở sắc nào, sắc đó là vật. Bỏ cái chữ sắc cái vật đi, bỏ cái chữ chữ sắc ý đi, bỏ cái chữ sắc ý đi. Tâm lương ở sắc nào, sắc đó là vật. Bởi vì đây chúng ta thấy ở đây đã đang học tới cái bài vật này đó. À, thì nó liên hệ đến nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vật. À, mà tâm nó cũng đương nó lên thì nhãn vật là nhãn vật chứ đâu phải là sắc khí vật. Để cái này ha. Thì như vậy là tâm đương ở sắc nào thì sắc đó là vật. Ví dụ tâm đương ở con mắt thì con mắt chính là vật. À, tâm đương ở lỗ tai là vật. Ở lỗ mũi là vật, thiệt vật là thiệt vật. À, thì như vậy tâm đương ở sắc nào thì sắc đó là vật. À, là nói chung luôn hết cả sáu vật luôn ha. Còn nếu mà y cứ nơi sắc pháp mà tâm nương thì đó là sắc ý vật, là nói riêng cái những cái tâm mà không có liên hệ đến nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nói về là những cái tâm ngoài ra ha. Thì như vậy chúng ta có được sáu loại vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. À, nắm được sáu này chưa? Rồi hỏi gì, muốn hỏi gì? Alo. Lên giờ cầm mic đi. Dạ Nam Mô Phật Tha giá. Dạ, dạ kính chào quý sư và thầy kinh. Dạ thầy, khi mà con nghe thầy giảng như vậy thì con có một cái câu hỏi thắc mắc là thí dụ như thầy nói cái sắc ý vật, thì khi giống như khi mình ngồi thiền đi, thì mình ngồi thiền lúc đó là cái con mắt mình nó mình nhắm lại rồi, mình đâu có làm việc, nhưng mà trong cái thiền đi mình vẫn thấy một cái hiện tượng gì đó, cái cảnh sắc như cảnh sắc, thì cái đó gọi là sắc ý vật không thầy? Dạ thầy, con kính mong thầy giảng giải thích cho con cái phần đó ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Đây, sao đó. Rồi, bây giờ nè, khi mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại. À, mình chỉ quan sát cái hơi thở vô ra, thì trong lúc mình quan sát như vậy đó, trong tâm mình khởi lên một cái cảnh nào đó, chẳng hạn như đang ngồi nguyên trang, đang ngồi thiền, tự nhiên nhớ tới ông nào đó, thì cái cảnh ông đó sanh lên trong đầu, thì cảnh đó là cảnh pháp chứ không phải là cảnh sắc. Nhớ đó là cảnh pháp, tức là cảnh trong tâm chứ nó không phải là cảnh sắc, đúng chưa? Nắm được chưa? Mà cảnh đó là cảnh sắc là cảnh bên ngoài, còn đó là cảnh pháp. Thì như vậy cái tâm trong đó nó tâm đó nó nương ở sắc khí vật chứ nó không có nương nơi nhãn vật. À, tâm lúc đó nó nương ở sắc khí vật chứ nó không có nương nhãn vật. Khi nào nó nương nhãn vật là khi nào có cảnh bên ngoài. À, có cảnh sắc thì giờ mình nhìn thấy người này người kia đó, lúc đó cái nhãn thức nó sanh lên thì lúc đó tâm nó nương ở nơi cái con mắt là nương ở nhãn vật. Còn trong lúc mà cái mình ngồi thiền, cái cảnh bên trong nội phần mà nó trong trong tâm mình nó sanh lên á, nhớ này nhớ kia hoặc là thấy này thấy kia, suy nghĩ này kia đó, thì cái đó là cảnh pháp. À, cảnh pháp thì tâm nó nương ở nơi sắc ý vật chứ nó không có nương nơi sắc vật. Hai cái khác nha, sắc vật khác và sắc ý vật khác nha. À, để tại vì nó sắc vật là nó tới sáu, như nãy mình học là nó có sáu: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật, có sáu cái. À, nếu mà ngoài năm cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, thì nó đương ở sắc ý vật. Còn có những cái năm cái cảnh mà tương ứng như là năm cái căn đó, năm cái vật đó thì nó đương tùy theo, nó đương theo nhãn vật nếu là cảnh sắc, nó đương theo tỷ vật nếu là cảnh thinh, nó đương theo khí vật, nó thương theo tỷ vật, tức là cảnh mùi, cảnh hương, cảnh khí. Nương theo thiệt vật thì đó là cảnh vị, nương theo thân vật là cảnh xúc. À, đó là vấn đề mà chúng ta cần phải nắm chính xác ha. Chứ không nó lộn xộn cái chỗ này cũng rất là lộn xộn ha. Bởi vì trong cái thân mình nó có sáu cái lận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó có sáu như này đó. À, nên là mình phải cẩn thận thôi, nó nhảy tà bậy tà bạ, dễ bị rối nữa, hoặc là chúng tôi cũng bị rối.
Nhưng mà giờ mình phân rõ ra thì mình sẽ thấy năm cái đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là một cái riêng, và ý vật là một cái riêng, mình để ý cho mình thấy, tức là phân ra cho mình thấy là trong cái thân mình nó có những vấn đề như vậy để mình hiểu được. Rồi như vậy đó, mình phân ra được có sáu vật để cho chúng ta hiểu được trong cái đời sống mình. Chẳng hạn như giờ mình ngồi thiền, thì giờ mình ngồi thiền mình hít vô cái gió đụng lỗ mũi, đụng lỗ mũi thì lỗ mũi là gì, đụng lỗ mũi thì là cái gì quý vị? Đụng lỗ mũi là cái gì? Là xúc. Mà xúc thuộc gì? Xúc 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 chặt lắc cái tên đó. Là giờ đụng vấn đề này mình mới thấy là mình biết hay không biết về vấn đề này. Sĩ Nguyên chết gì đó, Nhật Quỳnh sao rồi, chứ với ta đâu mất rồi, hơi thở xúc chạm nơi nơi cái thân này thì đó là cái gì? Mới học xong thì học học xong rồi quên trơn rồi. Thân vật, thân vật, thân vật, hiện vũ đúng rồi, là thân vật xúc mà đụng vô là thân vật. Thì thân vật này á, cái gì nương, tâm nào nương thân vật? Tâm nào nương thân vật? Thân thức, đúng rồi, chính xác là thân thức. Thì hơi thở vào nó đụng nơi thân vật. Rồi thân thức nó sanh lên, nó nương nơi cái thân vật đó, để nó biết sự xúc chạm đó, đúng chưa? Tức là những thân đó, đúng rồi đó, là thân vật đó, những thân đó. Rồi đó là nắm được không, hiểu được không? Rồi bây giờ tới cái ý vật, tức là sắc cái vật là ngoài năm cái ra, tức là ngoài năm nó ra không? Tức là cái chỗ mà để cái tâm nó nương, ngoại trừ năm nó ra. Ví dụ bất kỳ cảnh nào khác ngoài năm cảnh đó, ngoài cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì còn lại là những cảnh bên nội phần bên trong, là cảnh tế, sắc tế cũng có, hoặc là những cái cảnh mà do tưởng sanh lên cũng có, hoặc là những cái cảnh nội phần bên trong. Thì đó là lúc đó tâm đó nó nương sắc với vật để nó biết những cảnh đó. Thì như vậy đó là tất cả các tâm còn lại trừ năm cái tâm bằng trên. Thì như vậy là chúng ta có rồi ha, hiểu được cái phần là sáu vật là rõ ràng ha. Quý vị ok không, thông qua được chưa? Rồi ví dụ rồi đó, ví dụ quá trời, nãy muốn hết miếng rồi nè. Đúng rồi, trừ lại là còn trong ngộ tâm là sắc lương, lương là sắc cái vật, đúng rồi đó, trừ lại là còn nhiêu, 111 với 110, đúng rồi, 111 với 10, 121 lương cái sắc cái vật. Nhưng mà cõi vô sắc thì không có nha, nếu mình nói phân ra rõ nữa lát học nữa thì sẽ thấy ha. Rồi bây giờ học tiếp theo là vật phân theo cảnh giới nè, vật phân theo cảnh giới. Bớt lên cái bài cũ á, thì cảnh giới á, là nó cho mình biết là có ba, là dục giới là cảnh thuộc về dục giới, có liên hệ tới dục giới, là dục giới. Rồi sắc giới là cảnh thuộc về những tầng thiền sắc giới, và vô sắc giới là những tầng thiền vô sắc giới. Thì cảnh giới mình có ba là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho mình biết mình có ba cảnh giới nào, thì trong ba cảnh giới này nó có những cái vật như thế nào để cho chúng ta biết. Rồi thứ nhất là giờ mình nói về dục giới. Dục giới là cảnh giới này, cảnh dục á, cảnh mà có liên hệ đến đến căn nữa, đến đến vật, đến sắc tinh thi vị xúc. Thì dục giới này có đủ sáu vật luôn. Những năm là trong cõi dục giới thì có đủ sáu vật. Thì dục giới là gồm có 10, gồm có bốn cõi khổ nè, cõi người và sáu cõi trời dục giới. Thì những cõi dục giới này có đủ cả sáu vật, tức là có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý vật, có đầy đủ. Đó là cõi thuộc về cõi dục giới là có đủ sáu vật. Thì nhớ là đọc để cho này có đủ sáu vật. Nhưng mà trường hợp mà mình một người sanh ra bị đuôi mù, hay là bị điếc, hay là bị những hệ thần kinh bị hư, thì người đó bị thiếu, bị nào thiếu đó, bị nào thiếu đó. Nhưng mà cái sắc ý vật, cái ý vật, cái sắc ý vật thì không thể thiếu được nha quý vị.
Bởi vì nếu không có sắc cái vật á, thì tâm nó không có chỗ nương. À, khi mình tục sinh ra là tâm thì tâm nó phải có sắc cái vật để nó nương, chứ không thể không có sắc cái vật được. Có thể thiếu là thiếu thần kinh nhãn, thiếu nhãn vật, nhĩ vật, vân vân. À, nhưng mà sắc cái vật thì không thể thiếu được. Thì như vậy đối với cõi dục giới thì có đủ sáu vật nói chung, hoặc là bị khiếm khuyết do nghiệp gì đó thì bị khiếm khuyết, nhưng mà sắc cái vật thì không thể. Đó là vấn đề phần theo cảnh giới thứ nhất là dục giới. Nắm được chưa? Alo, được cho biết vậy. Rồi ha. Rồi tới sắc giới. Gọi sắc giới, sắc giới thì ta cho biết là có hai loại. Sắc giới có hai loại, loại hữu tưởng và loại vô tưởng. À, tức là loại cõi trời sắc giới có hai loại, là cõi hữu tưởng tức là cõi có tâm. Là cõi mà những vị trời trên cõi trời sắc giới là hữu tưởng, là những vị trời mà có cái tâm. À, còn cõi vô tưởng thì không có tâm. Thì giờ cõi hữu tưởng thì có ba vật thôi. À, lên cõi đó thì hữu tưởng chỉ có ba vật, tức là nhãn vật, nhĩ vật và sắc ý vật thôi. Bởi vì do những vị này tu thiền người ta nhàm chán về những cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, mà nhàm chán cái đó, tu tập nó phát sinh cái sự từ bỏ, sự ly ly tham những cái đó. Nên khi họ sanh lên đây họ không có những cái hệ thần kinh đó, tức là họ không có tỷ thiệt thân, họ chỉ có nhãn nhĩ và ý vật. À, xin nói kỹ nha, viền lộn như này, tức là cõi hữu tưởng có ba vật là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật không có. À, nhớ kỹ nha. Thì như vậy là cõi cõi trời dục, cõi trời sắc giới ta chỉ có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. À, ta chỉ thấy nghe thôi. À, chứ ta không có ngửi mùi được, không có ngửi thấy mùi nào kia, không có nếm được vị và cũng không có sự xúc chạm về thân. À, cho nên họ chỉ có nhãn nhĩ thôi, trừ ra tỷ thiệt thân và họ có sắc giới. À, thì như vậy đối với cõi trời hữu tưởng tức là cõi trời sắc giới đó, họ không có đủ như là cõi trời dục giới. À, do sự nhàm chán họ ly tham những cái đó, là họ chỉ còn có nhãn nhĩ và sắc ý vật. À, nhưng mà không có nghĩa rằng cái thân họ sanh ra chỉ có mắt, có tai thôi, lỗ mũi không có, cái miệng không có, không phải. À, họ vẫn có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đủ thân hình giống như người bình thường. À, nhưng mà cái hệ thần kinh không có. Chẳng hạn như là giờ một người mà bị giống như mà bị hư cái khứu giác đó, cái khứu giác bị hư đó. À, thì họ không ngửi được mùi thôi, nhưng mà cái lỗ mũi họ vẫn có, cái mũi họ vẫn có. À, nhưng mà họ không ngửi được mùi. Hoặc là người bị hư cái vị giác đó, thì người đó ném không nghe, không có được vị, nhưng mà lưỡi họ vẫn có miệng, có lưỡi đầy đủ. À, như vậy đây là nói nhấn mạnh cho người ta biết là thuộc về hệ thần kinh chứ không phải là hình tướng. À, thì như vậy cõi trời sắc giới hữu có ba vật. À, như kỹ ra có ba vật thôi, là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. À, không có gì tỷ vật, thiệt vật và thân vật, không có bạn đó. À, thì như vậy không có tỷ thiệt thân, rồi đúng rồi đó. À, là cõi hữu tưởng. Rồi tới cái cõi trời sắc giới mà vô tưởng. Vô tưởng là không có tâm, cõi nó là cõi không tâm, tức là do những vị mà tu thiền sắc giới. À, ta đạt tới ngũ thiền sắc giới xong ta nhàm chán cái tâm. À, ta tu ta nhàm chán cái tâm, ta phát sanh cái tư tưởng ly tâm luôn. À, không có tâm luôn. À, từ đó khi họ sanh ra, tái sanh lại, họ sanh vào cõi trời vô tưởng. À, tức là họ không có tâm, tức là họ chỉ có cái thân, họ chỉ có cái giống như cái búp bê nằm thôi, nhưng mà không có một hệ thần kinh hết. À, tức là không có vật nào, tức là không có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, bảy vật, không có vật nào hết. À, họ chỉ sanh về đó giống như là năng bất động nha, như vậy là chỉ sống bằng do cái sắc mạng quyền gìn giữ cái đời sống đó trong vòng 500 kiếp, sống tới 500 kiếp của gì, tức là làm yên như 500 kiếp đó, tức là không có tâm sanh khởi. À, cho nên khi đến khi nào hết cái tuổi thọ, hết cái nghiệp, họ mới tái sanh trở lại. À, không có sắc ý vật luôn, không có gì hết á, tức là sáu vật này hoàn toàn không có. À, họ chỉ có cái thần giống như búp bê, nó không có thần kinh đâu. À, mình thấy những búp bê thì nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nằm đó, nhưng mà nó không có hệ thần kinh. À, thì như vậy nó không có vật nào. À, thì chúng ta thấy là cõi trời sắc giới nó có hai loại như vậy,
cõi hữu tưởng và cõi vô tưởng. Hữu tưởng thì có ba vật, vô tưởng thì không có vật nào. À, do cái sự tu tập, sự tu luyện họ nhàm chán ly tham những cái vật chất, rồi họ nhàm chán tâm, cho nên phát sinh ra những cái cảnh giới như vậy. À, là cõi trời số 2 là thuộc về sắc giới. Rồi tới vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới là cái cõi tu thiền mà sanh lên đó làm những vị đại phạm thiên vô sắc. Vô sắc nghĩa là không có sắc. À, không có sắc là không có sắc thì không có vật luôn. À, họ sống bằng tâm thôi, họ chỉ an trú thiền cho nó là sống bằng tâm, là họ không có những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý vật, không có những cái đó, không có sắc đó. Cho nên họ không có vật luôn. Khác cái cõi vô tưởng, ở chỗ cõi vô tưởng là có thân nhưng mà không có vật. Cõi vô sắc thì không có thân luôn, không có vật, không có thân luôn. À, không có sắc pháp. À, không có sắc pháp. Cho nên cõi vô sắc thì không có sắc. À, có nhiều người nói là chế thêm cõi vô sắc, mặc dù không có sắc nhưng mà trên đó cũng có lâu đài, cung điện, vàng, ngọc, châu báu, cây như ý đủ thứ, không có, nó bậy bạ. Đã gọi là vô sắc, không có sắc, làm gì có sắc nữa đó. Gì vậy? Đúng rồi, chỉ có tứ danh quẩn, thọ tưởng hình thức, cõi tứ danh quẩn, không có sắc. Tứ danh quẩn, rồi, đó là cõi vô sắc. Thì như vậy phân theo cảnh giới đó, về cái vật này đó, thì dục giới chúng ta có đủ sáu vật. À, dục giới có đủ. Sắc giới thì hữu tưởng thì có ba vật. Mà vô tưởng thì không có vật nào. Đúng chưa? Rồi cõi vô sắc thì không có vật mà cũng không có thân luôn. À, thì là cõi vô sắc. Rồi như vậy là chúng ta bước qua cái phần phần mà vật phân theo cảnh giới. Đầy đủ ha, nắm được chưa, là cho biết đây. Alo. Rồi. Vậy là hiểu không? Hiểu rồi, là sắp đắc hết rồi đó. Sắp đắc dễ ội à, nghe nghe xong dễ ội này, tưởng gì khó. Dễ không quý vị? Nghe dễ, nghe xong thấy dễ liền ha, học xong thấy nó có gì đâu, mặt tay mũi lưỡi thân ý easy, không có gì thắc mắc. Thì mình cho nó dễ, nó dễ. Thì giờ đơn giản là cái mình gom đơn giản là mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu đó, là sáu vật. À, vậy thôi. Đấy, cõi của mình đó, cõi của mình đó thì có đủ. Mấy cõi trời thì sắc giới thì có ba, cõi thì không có, cõi vô sắc thì không có gì luôn, vậy thôi. Thắc mắc gì, muốn thắc mắc gì phải nêu là không hiểu thì phải nêu lên chứ, nêu rõ ràng. Giờ qua tiếp ha, tiếp tục ha. Rồi tiếp tục là tới tâm trú vật. Có ba cách nói về tâm trú vật. Thì ví dụ nãy giờ tôi ví dụ quá trời, mắt thấy cảnh sắc rồi lương vật đủ thứ chuyện rồi, bên thiền đủ thứ, tôi ví dụ không chịu nghe nãy giờ lo đâu mà. Rồi cái gì nghe lại đi. Bây giờ tiếp theo là tâm trú vật có ba cách, là cái này trước không rồi luôn nè. Cách thứ nhất là nhất định. Nhất định. À, nhất định. Bây giờ xuống gầm mình ghi ghi lại cho Nguyễn, ghi lại phần này cho rõ ra xíu nè. Số 1 là nhất định ha. Tâm trong cõi ngũ uẩn và tâm trú nhất định. Hai chấm mình xuống dọc ghi thêm cái nữa. Những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú nơi vật nhất định. Ghi thêm cái đó vô. Những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú nơi vật nhất định.
những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú lợi vật nhất định. Rồi, tức là đây nhấn mạnh lợi lượng ha, cho mình thấy rõ tức là những cái tâm nào mà nó có mặt trong cõi ngũ uẩn thì chắc chắn là nó trú, phải có trú lợi vật nhất định. Chắc chắn là phải có vật nhất định để trú. Bây giờ cõi ngũ uẩn là cái gì quý vị? Bây giờ trước tiên là ngũ uẩn là gì đi quý vị, cho biết đi. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là năm uẩn. Năm uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đúng chưa? Rồi, bây giờ trong cõi dục giới có mấy uẩn? Cõi dục giới có năm uẩn, đúng rồi, cõi dục giới thì có năm uẩn. Có sắc có, thọ, tưởng, hành thức có luôn ha, thì cõi dục giới có năm uẩn. À, thì như vậy cõi dục giới có năm uẩn thì những cái tâm nào mà trong cõi dục giới thì chắc chắn là phải nương vật nhất định, tức là có vật nhất định. Rồi cõi sắc giới có mấy uẩn? Cõi sắc giới có mấy uẩn? Sắc Nhật Quỳnh sao có ba, năm uẩn chứ sao có ba được. Cõi sắc giới có năm uẩn. Sắc giới có sắc pháp mà vẫn có sắc như thường, chứ không phải là ba vật ha, có vật là khác, có sắc, sắc uẩn có, thọ tưởng hành thức đều có luôn, thì cõi sắc giới có đủ ngũ uẩn. Đúng chưa? Đúng chưa? Cõi sắc giới có đủ ngũ uẩn luôn. Thì như vậy cõi dục giới năm uẩn, cõi sắc giới cũng có đủ năm uẩn. Rồi cõi vô sắc có mấy uẩn? Cõi vô sắc bốn uẩn, đúng rồi, trừ sắc uẩn ra thì cõi vô sắc mình có được bốn uẩn. À, thường thường hay dùng chữ là tứ danh uẩn. Rồi cõi vô tưởng có mấy uẩn? Cõi vô tưởng có sáu uẩn, đúng không? Cõi vô tưởng có sáu uẩn, mình đang có ba uẩn. Ai một quẩn rồi, Liên Trang đặt lật rồi, bốn ba gì tùm lum là cõi vô tưởng là chỉ có sắc quẩn thôi, tức là không có thọ tưởng hành thức, đúng chưa? Rồi bây giờ mình gom lại cái là cõi dục giới ghi ra, cõi dục giới có năm quẩn, cõi sắc giới có năm quẩn, cõi vô sắc có bốn quẩn, cõi vô tưởng thì có mỗi. Đúng rồi, nó nói vậy toàn hoàn sắc không quyền thôi. Rồi đó là gồm lại để mình thấy rõ ràng ha. Thì như vậy người ta nói cái câu rằng tâm trong cõi ngũ uẩn thì trú vật nhất định ha, hoặc là những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là cõi trời, cõi dục giới với là cõi vô sắc, ấy cõi dục giới, cõi sắc giới. Thì như vậy tâm có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú nơi vật nhất định. Đúng chưa? Nắm được quý vị, nắm được câu này chưa? Tức là những cái tâm nào mà có trong cõi ngũ uẩn, tức là trong sắc giới hoặc là dục giới, thì những tâm đó trú nơi vật nhất định. Chắc chắn nhất định là phải đúng, là nắm được không? À, trong cõi ngũ uẩn. Rồi, bây giờ nhất định ha, bây giờ trú, mình học đang học cái phần nhất định ha. Thì bây giờ trú vật tương ưng, trú vật tương ứng thì có năm, tức là có ngũ song thức. À, tức là trú vật tương ứng, bởi vì chúng ta được cho là nó có là ngũ song thức. Ngũ song thức là gì quý vị? Đúng rồi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, à, thiện bất thiện, à, kêu là ngũ song thức. Thì ngũ song thức này nó trú vật tương ứng đó, chẳng hạn như con mắt, à, là nhãn thức thì nó trú nơi nhãn Phật,
đúng chưa? Nhãn thức là phải trú nơi nhãn vật, tức là không thể trú chỗ khác được, được gọi là trú nhất định. Nhĩ thức trú nơi nhĩ vật, tức là thần nhĩ đó, là nhất định, không thể thay đổi, không thể sai chạy được. Tỷ thức trú nơi tỷ vật, thiệt thức trú nơi thiệt vật, và thân thức thì trú nơi thân vật. Thì như vậy ngũ song thức trú tùy theo vật đó, tùy theo vật mà tương ưng với đó. Ví dụ như nhãn thì trú theo nhãn nhĩ, vậy ra nó tương ưng như vậy. Thì như vậy trú vật tương ứng của ngũ song thức là nó phải tương ứng như vậy. Nhãn thức, nhãn vật, nhĩ thức, trú nhĩ vật, vân 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 vân. Đó là chúng ta cần phải được hiểu một cái chính xác, tức là nhất định như vậy không? Quý vị hiểu chưa? Hiểu được cái vấn đề nhất định nhau, tức là nó nhất định là nó phải trú ở đó chứ không có chạy ra khác nữa. Được chưa? Trú vật tương ứng nắm được chưa? Chị Bê Ta đã mất tiêu rồi. Chị Bê Ta là lâu ngày không, nãy giờ không thấy lên tiếng, người ta không biết đâu mà ngủ không? Đắc ngủ thiền. Hello, không mất rồi. Chứ Nhật Quỳnh đâu rồi? Nắm được không? Nắm được cái này không? Rồi, xin Meta nắm được rồi. Xin Nhật Quỳnh nắm mất tiêu rồi, được không? Rồi, còn ai hiểu không? Cho biết đi. Nắm được trú vật tương ưng chưa? Ngủ xong đấy, trú vật tương ưng. Được chưa quý vị ơi, cho biết đi. Được không? Hay cái nào đưa cái đó, cái nào đưa cái đó giống nhau, tương ứng nhau, giống vậy ha. Thì như vậy là trú vật được, được xong ha. Dễ quá trời ha. Để mà nhận thức thì trú lên mắt, nhĩ thức trú lên lỗ tai, vậy thôi. Không có gì đâu khó. Dễ hợp. Có gì khó ha. Đó là chứ không phải là trú lộn xộn ha. Rồi tiếp theo là trú ý vật, tức là trú ở nơi sắc ý vật, không còn trú ở nơi điện vật kia nữa. Thì chỗ này chỉnh lại một xíu nha, kỳ trước hơi bị mất phần lạc đâu mất. Trú sắc ý vật sửa lại là 33 tâm chứ không phải 25. 33 tâm, thiếu 8 tâm quả dục giới tình hảo, thiếu đó, thêm sửa lại xíu nha cho Nguyễn. Bữa ghi mới sao mà nó chạy nó mất tiêu chỗ đó, nhảy mất rồi. Thì giờ ghi là 33 tâm, sửa lại 33 tâm, thêm cái 8 quả dục giới tình hảo, 8 tâm quả dục giới tình hảo vô. Rồi đó ha. Và như vậy là trú ở sắc cái vật, tức là những cái tâm này nó nương ở nơi sắc cái vật, chứ nó không còn nương nơi mắt tai mũi lưỡi thân nữa, mà giờ nó nương nơi sắc cái vật. Thì có tất cả là 33 tâm. Rồi hai tâm sân, đầu tiên là mình lôi hai tâm sân ra mình nói chuyện ha. Thì hai tâm sân này tại sao nó trú ở sắc nhất định? Bởi hai tâm sân này nó không thể có mặt trên những cõi thiền được, tức là nó không thể có ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nó chỉ có cõi dục giới thôi, mà cõi dục giới thì có cái thân, mà có mắt tai mũi lưỡi thân và ý vật. Thì hai tâm sân này nó trú ở sắc ý vật nhất định, nó thuộc về dục giới, là nằm trong thành phần của cõi dục giới. Tâm sân trú sắc ý vật nhất định, bởi vì nó không có mặt ở những cõi thiền, cho nên hai tâm sân này phải trú ở sắc ý vật nhất định thôi, chứ không có chạy đâu hết đâu. Rồi đó ha, hai tâm sân. Rồi tới ba ý giới. Ba ý giới là, ba ý giới là gì đây? Quyền Trang, ba ý giới là gì? Đâu rồi, im ru rồi. Học khăn đúng không? Hai đứa phao đúng rồi, là ba ý giới chính xác. Thì như vậy ba ý giới này là căn ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, tức là nằm được về trong nhóm tâm vô nhân đó.
Thì ba này nó cũng trú nơi sắc ý vật nhất định luôn à, bởi vì ba cái tâm này nó phát sanh sanh lên là do cũng từ mắt tai mũi lưỡi thân, tức là do từ cảnh sắc nó vô, cảnh thinh cảnh khí vị xúc vô à, thì kháng ngũ môn sanh lên à, rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức cũng sanh lên gì đó, rồi tiếp đến với ý giới sanh lên à, trong lộ tâm ngũ ngũ môn đúng rồi à, thì ba ý giới này nó nương ở nơi sắc ý vật nhất định. À, cho nên mình biết là bãi giới là nằm trong thành phần trú ở sắc vi vật nhất định. Nắm được chưa? Rồi, xong ha. Rồi, tới ba tâm quan sát. Ba quan sát thì cũng vậy thôi. À, cũng giống đó. Thì hãy tiếp thu vô thì nó quan sát cảnh thì nó cũng phải trú ở sắc vi vật để nó làm việc quan sát. Vì vậy ba tâm quan sát cũng trú nơi sắc vi vật nhất định. Rồi tiếp đến là tâm sinh tiếu, tức là ưng cúng vi tiếu đó. Là tâm của một vị a la hán làm việc mỉm cười đó. Thì cái tâm này sanh lên là phải có cái thân, cái tâm này mới làm việc mới mới sanh được, là phải mà có cái thân ngũ uẩn à, tức là thuộc về cõi ngũ uẩn à, thì cho nên tâm sinh tiếu sanh lên để thấy để nghe gì đó để mới phát sanh được cái tâm sinh tiếu được. Thì như vậy tâm sinh tiếu này cũng trú nơi sắc ký vật nhất định, phải không? Rồi tám tâm quả dục giới tịnh hảo, tám tâm quả dục giới tịnh hảo cũng trú nơi sắc vi vật nhất định, bởi vì tám tâm quả dục giới tịnh hảo này làm phận sự tục sinh hậu kiếp tử à, của chúng sanh thuộc về cõi dục giới à, bây giờ mình sanh ra bằng tâm quả đó, à, thiện thọ hỷ hợp trí hay ly trí gì đó, thì tám tâm quả này sanh lên là sắc vi vật để nó nương. Vậy tám tâm quả dục giới tịnh hảo à, thì na cảnh cũng vậy rồi cũng cũng vậy luôn, nhưng mà nói chính là cái kia đó ha, là cảnh gì lâu lâu cảnh cảnh lộn xộn nó mới lên thôi à, thì tám tâm quả dục giới tịnh hảo này trú nơi sắc ý vật nhất định à, bắt buộc phải có sắc ý vật, còn như cõi cõi thiền thì nó tâm này không có à, những cái loại tâm này nó không có sanh lên là cõi thiền à, cho nên đây cũng trú sắc ý vật nhất định. Rồi, đúng không? Rồi 15 tâm sắc giới. Thì 15 tâm sắc giới này mình có năm thiện sắc giới, năm quả thiện sắc giới và năm di tác sắc giới, đúng chưa? Đó 15 tâm. 15 tâm sắc giới. Thì năm thiện sắc giới này á nó cũng trú nơi sắc giới vật. À, nó tâm thiền mà, tâm thiền, đắc thiền, chứng thiền thì trú nơi sắc giới vật. À, là năm thiện sắc giới. Rồi năm tâm quả sắc giới, là năm tâm quả sắc giới làm phận sự gì quý vị? Năm tâm quả sắc giới làm phận sự gì? Tục sinh hộ kiếp tử ở cõi trời sắc giới thì nó cũng nương nơi sắc y vật à, cũng nương nơi sắc y vật à, thì như vậy là năm tâm thiện, năm tâm quả sắc giới nương nơi sắc y vật nhất định. Rồi năm tâm di tác sắc giới thì cũng vậy thôi à, cũng cũng bị a la hán đã đắc thiền sắc giới thì cũng phải nương nơi sắc y vật thuộc về lộ lộ tâm, thuộc về lộ ý, lộ đắc thiền à, thì như vậy 15 tâm sắc giới này nương nơi sắc ý vật nhất định. Được chưa? Xong này chưa? À, lo. Rồi ha, xong qua ha. Tới thôi là tâm sơ đạo. À, tâm sơ đạo tức là người chứng đắc đạo quả lần đầu tiên, tức là tâm ê đạo lần đầu tiên là tâm sơ đạo. Và tâm sơ đạo này bây giờ tâm sắc giới rồi chắc đi chắc chút kia đi rồi tới tâm sơ đạo hết rồi. Tâm sơ đạo là do nghe mới được, nghe mới có, tức là vẫn muốn nghe là phải có cõi ngũ uẩn mới nghe được, tức là cõi có năm uẩn này đủ à, có đủ các cái vật thì mới đắc được là sơ đạo. Thì như vậy tâm sơ đạo là phải do nghe mới đắc được à, thì như vậy à, trú sắc ý vật nhất định thì mình có được 33 tâm, hai tâm sân, ba ý giới, ba quan sát, một sinh tiếu, tám quả dục giới tịnh hảo, 15 sắc giới và tâm sơ đạo à, tổng cộng là mình có được là 38 tâm đương các vật nhất định, đương các vật nhất định. Bao nhiêu 43 à, nếu mà tính 10 cũng số 10 là 43 là sao đây
Phương bảo năm thì năm bằng 38 ha, 10 phút 3. Rồi, đúng rồi. Và đọc. Rồi, nắm được hết chưa? Alo. Thông qua chưa? Thông được chưa? Quý vị đã thông kinh mạch chưa? Alo, 38. À, cái gì cứ đọc điệp lại vi pháp mà mình cứ học rồi xong về mình nghe đi nghe lại rồi mình đọc tới đọc luôn suy gẫm nó thấm từ từ cái gì học vi pháp này nó mê lắm. Hồi đó tôi học á, mới đầu học mình ngán nha, học ngán học về nhức đầu quá suy nghĩ đi. Nhưng mà học từ 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 mỗi ngày chút 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 càng lúc càng lúc, càng lúc thấy trời ơi, sao dễ sợ tuyệt vời quá thâm sâu là trí tuệ này thuộc loại kinh hồn luôn á. À, thì khi mình học vi pháp là mình cũng có thể thâm nhập vào trong cái trí tuệ của những vị mà chứng đắc này như Đức Phật là giảng như này, thì mình học cái này mình cũng có thể đi vô được chút xíu nào đó của cái trí tuệ của Đức Phật. À, mình hiểu được chút xíu nào đó trong đó. À, mình thấy quên lúc mình học rồi mình mới thấy Đức Phật là một bậc là tối thượng như thế nào, không thể nào tưởng tượng nổi là những cái pháp này. À, dù cho có khoa học cỡ nào cũng không thể thấy được cái này. À, nhưng mà mình học được thì sẽ thấy được, mình hiểu được những điều này ngoài cái tầm hiểu biết của con người bình thường không thể nào mà biết được. À, đây là vấn đề chúng ta thấy rất là dễ sợ chưa đâu, cái gì từ từ vô rồi mới thấy được ánh sáng cuối đường hầm, mới thấy là những cái gì mà sâu thẳm ẩn tàng tiềm ẩn sâu xa mà từ xưa tới giờ không ai biết được ha. À, bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu tôn giáo đủ thứ mần mò trong là đến. À, vô rồi mới thấy kinh khủng. Ồ tai học đây đây, ồ tai nổ 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 đốm mắt nổ đốm. Nhưng mà đã lắm, cái gì học học vi pháp thời gian mình mới thấy phê lắm, học phê lắm, học thấy sung sướng lắm, mình hiểu được những cái thấy tâm mình nó quan hỷ ghê lắm. À, giờ học lại là nói đi nó lại vẫn thấy hay, vẫn thấy quan hỷ, vẫn thấy tuyệt vời đó. Càng lúc càng hiểu khác nhau, càng lúc càng hiểu khác nhau. À, đó là vấn đề mà chúng ta thấy lợi ích của cái vi pháp là như vậy. Rồi xong cái phần nhất định ha, thông qua được ha. Hôm qua rồi, tới số 2 là không nhất định. Không nhất định. Đây, à, tâm trú và không nhất định, đúng rồi. À, MC là thư ký, là đại tài. Nói không nhất định nghĩa là biết trú vật định liền. À, thôi, xả thôi. Rồi xuống dòng ha. Tâm có cả ba cõi, tâm có cả ba cõi, khen rồi đặt nó cỡ lắm á, quý vị tặng bông cho Châu Nguyễn nhiều nhiều để quan hỷ làm việc nha, có phước không. Thật giỏi, đúng vậy, thật giỏi, rất giỏi rồi. Công đức vô lượng đó. À, những kiếp sau mà cho Nguyễn sanh ra vừa có trí tuệ vừa có đôi bàn tay là tuyệt vời luôn. Nói tới bàn tay tuyệt vời nhớ tới cái cô mà đó sanh trong một cái làng quê nào ở Ấn Độ, ở trong tích Đức Phật. Ông vua ông đi săn ban đêm, ông nắm được cái tay bả, ông bị đụng vô tay bả nắm, ông bị điện giật liền. À, ông vua ông mê điếng hồn về. À, về nhất định là cái tìm rước cô này về. À, nhưng mà cô này có xấu ghê, xấu giống như chung du diệm đó, nhưng mà hai bàn tay của cổ mà đụng tới đâu là điện giật tới đó. Phước quả nhờ cúng dường do bậc đầu giác là thì về triều đình ông vua rước về, nhất định rước về mà xấu xấu phải rước về. Thì rước về xong cái mấy ông quan triều thần đâu có tin. À, thì mấy ông ấy cũng thử. À, thì mấy ông ấy bịt mắt là hết rồi, cao là quên rồi. À, thì bảo là mới đụng là nắm tay cho đụng vô nào cái ông nó xỉu đó, đụng vô nào cái rụng rời tay chân.
vô cái tai chân rụng rời chết chào nó đừng đụng vô nào không đó mà xỉu đụng nào nó xỉu xong luôn đi xe rồi bây giờ tâm có cả ba cõi hai chấm đó tâm có cả ba cõi hai chấm rồi. Những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm ấy trú nơi vật bất định. Những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm ấy trú nơi vật bất định. Rồi, tức là những cái tâm nào mà nó lưu chuyển cả dục giới cũng có, sắc giới cũng có, vô sắc giới cũng có, tức là nó lưu chuyển cả ba cõi luôn, cõi nào nó cũng có mặt hết. Thì những cái tâm này nó trú ở nơi vật là không có được nhất định, nó trú bất định. Tại vì có lúc mà dục giới, lúc sắc giới, lúc vô sắc giới là có vật mà không có vật cũng có nó luôn. Thì vì vậy những cái tâm nào lưu chuyển trong cả ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì những cái tâm đó, đó nó trú vật thường là bất định nên nó không thể nhất định được. Rồi xuống dòng trú sắc ý vật hai chấm là về về mà năm vật nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì không được nha, tại vì nó thuộc về dục giới ra, nó có một cõi dục giới thôi, hoặc là sắc giới thì chỉ có nhãn nhĩ thôi, cho nên không tính này nữa mà chỉ nói về trú sắc ý vật hai chấm. Tám tâm tham hai tâm si kháng ý môn tám tâm đại thiện dục giới tám tâm đại thiện dục giới đúng rồi tám tâm đại thiện dục giới tình hảo rồi tám tâm di tác dục giới tình hảo tám tâm di tác dục giới tình hảo bốn thiện vô sắc bốn thiện vô sắc bốn thiện vô sắc bốn di tác vô sắc bốn di tác vô sắc 35 tâm siêu thế 35 tâm thế trừ 5 tâm sơ đạo trừ 5 tâm sơ đạo rồi như vậy tổng cộng là có nhiêu đây 8 10 1 1 chia 16 là 29 9 8 7 7 bảy chục đúng là bảy chục rồi tổng cộng mình có 70 tâm thì như vậy là
không nhất định nha. Đây là cái chỗ là không nhất định, tức là tâm này lưu chuyển trong ba cõi là không nhất định. Đây là tám tâm tham, tám tham có mặt trong tâm, có mặt trong cõi dục giới không quý vị? Tám tâm tham có rồi, có mặt cõi sắc giới không? Cõi sắc giới có luôn rồi. Cõi vô sắc có không? Cõi vô sắc giới đó. Nhưng như thế không có gì sao không nữa, khởi lên tham như thường à, nó đầy đủ có tám tham. Thì như vậy tám tâm tham trú ở sắc ý vật không nhất định, trú ở sắc bí vật không nhất định. Bởi sao? Bởi vì nó có thể trú sắc ý vật, nếu mà thuộc về cõi dục giới, cõi sắc giới thì nó trú ở sắc ý vật, nhưng mà ở cõi vô sắc á, thì nó không có vật để trú à, cho nên được gọi là trú sắc ý vật không nhất định. Tám tâm tham này là trú sắc ý vật không nhất định, bởi vì có lúc không à, có chỗ cõi mà không có sắc ý vật thì nó không có trú sắc ý vật, còn cõi có sắc ý vật thì nó trú ở sắc ý vật, cho nên tám tâm tham được xếp vào nhóm trú sắc ý vật không nhất định. Nắm được chưa? Nắm được cái này ra mấy kia liền. Nắm được cái gì? Tức là bởi vì cõi vô sắc thì không có sắc ý vật à, cho nên tám tâm tham này sanh ở cõi vô sắc thì nó không có sắc ý vật nữa được à, thì nó không có nhất định. Còn ở cõi sắc giới, cõi vô sắc gây cõi sắc giới dục giới thì nó có sắc ý vật, thì tám tâm tham này nương là sắc ý vật, thì cho nên chính vì chỗ đó là nó không nhất định, là chỗ đó à, lúc có lúc không, lúc có nương lúc không có nương à, thì như vậy trú ở sắc ý vật không nhất định là có tám tâm tham. Tám giờ rồi, hai tâm si cũng vậy, không có tâm sân. Tâm sân có, tại tâm sân nó chỉ có ở trên nãy mình học là thuộc về nhất định không à, nó không có những cái cõi sắc giới vô sắc giới, thành ra hai tâm sân loại ra. Hai tâm si thì cũng có luôn, nương tâm chứ nương đâu khỏi vô sắc đâu, đâu có sắc nào nương, tự nó nương, nó do cái năng lực của thiền định không à, tự tồn tại, tự nó sanh diệt liên tục ở trên đó. À, đó là cái đặc biệt của cõi vô sắc, không có sắc pháp để nương mà nó vẫn tồn tại được, vẫn có sanh diệt liên tục trên đó. À, tam tham rồi hai tâm si cũng vậy, một kiếp cũng là tâm thôi, nó cũng là tâm sanh diệt vậy đó. Hai tâm si cũng vậy thôi à, hai tâm si cũng giống như tam tham thôi, cũng nương nơi sắc ý vật có, mà nơi không có sắc ý vật cũng cũng có luôn à, cho nên nó là không nhất định. Rồi kháng ý môn cũng vậy, tâm kháng ý môn làm việc xác định cảnh, lộ ý môn cũng có mà lộ ngũ cũng có, lộ ngũ môn cũng có, tức là ở cõi dục giới cũng có, cõi sắc giới cũng có, cõi vô sắc giới cũng có kháng ý môn này, cho nên nó cũng trú sắc ý vật không nhất định à, được chưa? Alo, rồi tới tám đại thiện dục giới cũng vậy, tâm thiện là tâm thiện thì sanh lên là cõi dục cũng có, cõi sắc cũng có, cõi vô sắc cũng có, thì nó trú sắc ý vật nhất định cũng được, trú sắc ý vật cũng được, mà trú không trú sắc ý vật cũng được. Rồi tám di tác dục giới cũng vậy, bốn thiện vô sắc cũng vậy luôn à, bởi bốn thiện vô sắc thì à, ví dụ như mình ở cõi dục giới thì mình đang đây mình thuộc về cõi dục giới có đủ à, thì bốn thiện vô sắc là mình chứng đắc được thiện vô sắc à, thì mình có được cái bốn thiện vô sắc này trú sắc ý vật đúng chưa. Nhưng mà những vị mà trên cõi trời vô sắc họ chứng thiền vô sắc trong đó thì họ không có sắc ý vật à, thì cho nên bốn thiện vô sắc này cái lúc trú được, lúc không trú không trú, thì bốn thiện vô sắc cũng vậy và bốn di tác vô sắc cũng vậy à. Rồi 35 tâm siêu thế trừ năm cái sơ đạo ra à, sơ đạo nãy nói rồi, mà sơ đạo phải nghe, phải có lỗ tai nghe, tức là phải có vật nghe à, là nó nhất định, nó thuộc xếp lên cái nhóm nhất định là phải nương vật, nương nơi sắc ý vật nhất định à, cho nên cái chỗ đó mình phải trừ năm cái sơ đạo ra, bởi vì trên tâm tâm sơ đạo này không có mặt ở trên cõi vô sắc à, bởi vì họ không có nghe được, không có đắc được à, cõi vô sắc chỉ có
những bậc cao hơn mới có thôi, thấp hơn có, sợ đạo không có. Thì như vậy là trú sắc giới vật không nhất định mình có được bảy dục tâm tất cả. Ừ ha, tới đây thấy dễ ra, học tới đây thấy hiểu tầm tạm với ảnh gì có. Rồi giờ tới số 3 là vô trú, ngã số 2 là không nhất định, được tới số 3 là vô trú. Số 3 là vô trú. Rồi, chúng dọc ghi câu này đủ không? Những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới thì không trú vật. À, những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới thì không trú vật. À, tức là những tâm nào mà sanh lên ở cõi vô sắc giới thì không có thể trú vật được. Ví dụ như tâm mà bốn tâm quả vô sắc không ở trú vật nào, bốn tâm quả vô sắc sanh lên cõi vô sắc thì không có trú vật nào. À, thì bốn tâm quả vô sắc mà không có trú, sanh lên cõi vô sắc không trú. Bốn tâm quả vô sắc là chính xác, là chắc chắn là nó không có trú vật nào. À, sanh lên làm phạm thiên vô sắc thì không có trú vật nào. Thì từ đó những cái tâm nào sanh lên trong cõi vô sắc đó, thì nó cũng không có trú vật luôn. À, thì đó là chúng ta phải hiểu cái câu mà những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới nhớ, thì không trú vật nào. Chính xác là bốn căn bản nhất là bốn tâm quả vô sắc và tục sinh làm phạm thiên vô sắc thì không có trú vật nào hết. Ngoài những khi mà sống trên đó thì có những tâm như nãy chúng ta nói, tham cũng sanh được, duyên sanh được, thiện với gì cũng sanh được hết, thì nó cũng không có trú vật nào. À, nhưng mà ở đây nếu nói về vô trú thì bốn cái tâm quả vô sắc là chính xác, là không có chạy ra, bốn tâm quả vô sắc không trú bằng nào. Được chưa, xong rồi không? Rồi đó là xong hết cái phần này rồi. Giờ có cái bảng mà chúng tôi có cái phần tóm lược là 43 tâm sanh khởi y cứ trên 6 căn và 42 tâm sanh khởi không y cứ trên 6 căn đó. Dòng Nguyễn post cái đó lên, post cái phần gửi cái bài đó, post lên đầy đủ ra sao. Rồi, bỏ thử cái tiếp ra sao. Ôn tập 1 đúng rồi. Tiếp tập 1. Dự lưu là tâm 1 có rồi, tổng cộng là 43, là 43 tâm khởi lên y cứ trên 6 căn hay 6 vật. Một cái bản ha, một cái sơ đồ. Bây giờ ghi lại nha, ghi lại mấy cái này nha, ghi lại cái bản tổng kết này ha. Rồi ở dưới tiếp theo là 42 tâm khởi lên y cứ trên 6 vật cũng không y cứ trên vật nào. Tiếp theo là gì? Y cứ trên 6 căn và không y cứ trên căn nào, bỏ chữ 66 đi, không y cứ trên căn nào. Ok, ghi tiếp đi, vậy cũng được rồi. Bất thiện là 10. Đúng rồi,
bất thiện. 10. Vọng tâm. Dục giới thiện di tác, tức là thiện dục giới và di tác là tâm thiện dục giới, tâm di tác dục giới đó. Còn là 16 ha, bạn biết ha. Rồi tới thiện vô sắc giới, thiện di tác là 8, đúng rồi. Rồi tới siêu thế, siêu thế là 7, siêu thế trừ dữ lưu là 3, 7. Siêu thế ghi gọn bớt đi cho dễ để cho nhức đầu. Siêu thế trừ dự lưu đạo tâm là 7 thôi, là 8 trừ 1 còn 7 đó. Rồi tổng cộng là mình có 42. Ok. Đó là cái bảng tổng kết hai cái nhóm tổng kết mình học cái bài vật này ha. Tức là 43 tâm khởi lên y cứ nơi trên 6 vật hay 6 căn. Thì có dục giới 23, ngũ môn tâm 1, tứ sanh tâm 1, hận tâm có 2, tâm sân, sắc giới tâm có 15, dự lưu đạo tâm có 1. Rồi 42 tâm khởi lên y cứ trên 6 căn và cũng không y cứ trên căn nào. Và bất thiện có 10, trừ 2 sân, ý môn tâm 1, thiện dục giới và di tác 16, thiện vô sắc giới và di tác 8, siêu thế là 7. Rồi như vậy là chúng ta có hai cái bản tổng kết cuối cùng ha. Hai bản này đó quý vị về tự coi nha, quý vị ngồi coi nghiền ngẫm suy nghĩ cái này do qua cái bài học này ha. Rồi tuần sau chúng tôi sẽ mời từng quý vị lên để mà thuyết trình về những cái đề tài đã ghi trong đây, để xác minh là mình đã hiểu được cái bài này như thế nào ha. Tuần sau là sẽ có buổi thuyết trình hôm nay ha, xin tất cả quý vị chuẩn bị tinh thần nghiên cứu nha. Chúng ta sẽ mời lên. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học dứt điểm được cái phần mà sáu pháp riêng biệt học xong rồi chúng ta rồi, nhân môn rồi sự rồi cảnh này kia nọ đó, và mình học xong được sáu đó rồi. Rồi bây giờ tuần sau là sẽ lên mọi người từng người lên yêu cầu lên thuyết trình giải đáp giống như mình làm một thầy lên giải thích này cho người ta nghe, cho người ta hiểu được. Cái gì đầu tiên sướng các bạn cứ suy nghĩ đi, coi bài ôn bài lại, coi lại suy nghĩ kỹ cái bài này, bài này là bài cuối cùng ha. Suy nghĩ cho kỹ sao. Có tài rồi, coi như là hôm nay chúng ta làm xong. Rồi, tuần sau là chuẩn bị tinh thần nha, và cả tuần lễ này mà lên họ lên mà giảng không được rồi thôi tiêu tùng. Rồi do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo, luôn được sanh làm người trời, cùng có trí tuệ sớm thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Rồi, xin mời MC. Đại chúng trung trung, thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều, và Nhật Bình cũng xin phép từ sau Nhật Bình học, Nhật Bình học không có nổi nữa rồi. Vị nào có trốn theo Nhật Bình thì chạy theo nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ. Nguyễn theo mà không có đâu, cho Nguyễn giỏi lắm, không theo Nhật Bình đâu, chỉ có Nhật Bình thôi. Dạ.
À, trong lớp này Nhật Quỳnh thấy ai cũng giỏi hết. Nhật Quỳnh bò thì chạy, bò không mà không có chạy được. Chị Mạch Ta trốn mà không có đâu. Em nghĩ chị Mạch Ta không trốn đâu. Chỉ có em mà bò không không có chạy, thành ra từ sau này em trốn luôn. Dạ, chung với hố luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Quỳnh rất là nhiều. Dạ, Nam Mô. Dạ, bây giờ thì Quỳnh Kinh đã chúc phúc đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giới nhục sám hối sau khi học với diệu pháp, mình rất có điều nhiều điều để mà mình dễ vui, nên mình phải sám hối thôi nha quý vị. Uất tà mang ghê na quan đề hăng ba đà phăng sum và ruột tà mang buột thầy vô kali tơ đô sơ buột thô kham mà tu tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng thầm anh chết đứa quý thần và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mơ thầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca mà cô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tà mang đi hăng sẵn khanh cha đưa vi thoát tà mang sẵn khê dơ khá đi tổ đô sơ sẵn khô em mà tu tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu đạo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều, và cảm ơn Châu Nguyễn cũng như cảm ơn đạo tràng, nhất là Châu Nguyễn đã post bài, chứ một không có Châu Nguyễn thì Nhật Quỳnh chắc cũng bó tay luôn. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn rất nhiều, cảm ơn đạo tràng đã vào lớp học. Xin quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước mà mình đã học được ạ. Dạ ni tháp phụ ta ni sa ma gát ta ni phụ ma ni quả gia ni quả anh ta lít kê ta tha gát tăng đê quả mà nùa sư bữa chi tăng buộc thăng nam ma sa na sư quả tì tháp phụ ta ni sa ma gát ta ni phụ